Tập 23. Sao Thu Hương, từ đầu chí cuối trong lòng huynh chỉ có mình muội. Huynh kêu muội làm sao mà tin huynh chứ? Thấy không, huynh biết muội đang giận huynh, có lòng nghi kỵ huynh. Nhưng trước khi xử tội một người cũng phải nghe người ta giải thích chứ. Hãy cho huynh cơ hội cuối cùng để huynh chết cũng yên lòng. Mấy lâu mùi đợi huynh nói với mùi. Chúng ta hãy ăn đi được không? Sao vậy? Những món này không hợp khẩu vị của mùi à? Mùi muốn ăn gì? Để huynh sai người hầu đi chuẩn bị. Không cần đâu, mùi không đói. Muốn ăn thì huynh cứ ăn đi. Nếu muội không ăn không uống vậy huynh đành chịu thôi. Chiêu này gọi là khói mê hồn. Tiếng vỗ tay lúc nãy chính là ám hiệu đó. Ngọc ơi, cô nghĩ tôi thật sự thật lòng với cô sao? Tống công tử, huynh Tống Nhân Kiệt này là một tài tử Hàng Châu, muốn chiếm một người nào cũng chưa từng thất bại. Nhưng tôi cũng rất thích những cô gái luôn tỏ ra nũng nịu như cô. Tôi chỉ trả lại chút nhan sắc cho cô thôi. Tôi đã nói tối nay phải giữ lại chút kỷ niệm mà. Cô không thoát khỏi bàn tay của tôi đâu. Tuyệt đối không cho phép ngươi làm càn làm quấy đâu. Tránh ra. Lại là ngươi à? Nè, không được làm bậy. Ta đã báo quan rồi, quan sai sẽ đến ngay. Nhân Kiệt, danh tiếng quan trọng hơn mà. Đức sợ mọi chuyện đã của tôi rồi. Cũng may là tôi biết trên người cô có mùi qua lại. Cũng may là tôi biết cô đang ở Thính Vũ Hiên. Cũng may là tôi đến kịp thời. Cũng may là tôi lên tiếng xoay sở, nói quan sai sẽ đến ngay. Cũng may là cô tỉnh lại sớm hơn. Cũng may đừng là nói nữa.
Từ nay tôi còn mặt mũi nào gặp ai chứ? Không phải như vậy đâu. Cô có thể vạch trần bộ mặt thật của tên Tống Nhân Kiệt đó, phải thấy may mắn mới đúng chứ. Nhưng từ nay tôi phải mang tiếng là không còn trong trắng nữa. Không đâu, không có đâu. Tôi có thể làm chứng cho cô. Cô và tên tiểu nhân bị ổi đó không có làm gì hết. Tôi lại nói sai nữa à? Coi như là tôi chưa nói gì hết có được không? Hả? Hễ mà nữ nhi khóc á, tâm trạng của tôi rối lên liền. Cô kêu tôi phải làm sao đây? Tôi xin cô đừng có khóc nữa có được không? Tôi vậy đi, cô muốn làm việc cứ nói với tôi sẽ ở bên cô, có được không? Tôi xin cô đó, xin cô đừng khóc nữa. Hả? Phải rồi, có gì từ từ nói, cứ ngồi khóc mãi như vậy cũng không được gì đâu. Cô muốn làm gì vậy? Đối với tôi mà nói, mọi chuyện đều không còn ý nghĩa gì. Cuộc sống cũng không còn giá trị gì nữa, chỉ bằng chết cho xong. Hey. Đừng khờ quá. Tống Nhân Kiệt ở Hàng Châu cũng là một nhân vật có tiếng. Hơn nữa hắn đang lo đại hôn, tuyệt đối không có đồng hành chỉ của hắn ra ngoài đâu. Phải thôi, đừng có nghĩ đến hắn nữa. Nếu cô vẫn không vui á, thì cô làm một cái gì đó, chút bớt gánh nặng sẽ khỏi ngay. Được rồi, tôi muốn nhảy xong đó. À! Tại sao cô lại nhảy theo tôi chứ? Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Huống hồ tôi đã hứa với cô, dù cô làm gì tôi cũng ở bên cô. Ai nói là tôi muốn tự tử? Chẳng qua tôi muốn nhảy xuống cho đống của mình tỉnh táo thôi. Tôi không biết bơi. Quỳnh còn ở đó không? Còn. Quỳnh mau qua về đi, thay bộ đồ ướt này ra đi. Không sao, không cần đâu. Quả thật tôi không sao mà. Quỳnh đừng bất chấp sức khỏe của mình nữa. Trời sắp sáng rồi, cô cho tôi ở lại thêm một lát nữa đi. Tôi xin hứa là trời sáng tôi nhất định sẽ về ngay. Cô đừng giận nữa nha. Tôi không nghe lời cô đi giúp Hoa An theo đuổi Thu Hương, nhưng mà cô cũng làm chúng tôi chạy đến hụt hơi rồi. Chúng ta coi như huề ha. Thành Lục tỷ à, tôi biết lỗi rồi. Cô đừng đánh tôi nữa được không? Tôi đánh Huynh để làm gì? Hả? Tôi muốn chữa vết thương cho Huynh. Hả? Tôi vết thương của tôi không sao. Không còn. Nè. Hả? Đi. Khoan. Nè. Khoan đã. Đợi tôi một lát, không được đi. Trong phòng rối lắm, để tôi vô thu dọn. Không được đi nha. Không được đi nữa. Đợi tôi một lát. Chết rồi. Đừng đi nha. Đợi tôi một lát. Trời, các chị đừng trách con nha. Ráng chịu được một chút đi. Niềm tình bình thường, con đối với các chị cũng rất tốt mà. Xin phù hộ cho con lần này có thể tung buồm xuôi gió.
Thật lục tỷ đừng trách tôi. Vào trong đi. Hả? Ngồi xuống đi. Thật lục tỷ tỷ, cô thu dọn cũng gọn lắm. Nè, để tôi xem chân của huynh. Không, không cần đâu, để tôi tự làm. Cứ đấy mà. Thành lưu tỷ à, cô muốn đánh thì đánh đi, cô đừng có làm chân tôi nhột ngang, khó chịu lắm á. Đi nát hài sát tiền một đấy, tìm được rồi, không tốn chút công sức. Hả? Hài đâu có rách. Chân của tôi hơi bị hôi. Chân tôi. Tôi đâu có nói huynh đâu. Hả? Sao hả? Thấy đỡ hơn rồi phải không? Hả? À, đỡ nhiều rồi. Thành lưu tỷ à, tôi cảm thấy hễ cô đích thân ra tay ai cũng không cản được. Thật đó, cô là... Thật ra tôi đâu có ý muốn ngăn cản đâu, chẳng qua là tôi chỉ muốn đuổi hai người thôi. Hả? Theo tôi á, tôi cứ tưởng đâu cô đã bị cảm động vì tinh thần kiên cường bất khuất, không ngại khó khăn của chúng tôi, cho nên mới không cản chúng tôi. Dù sao á hả, tôi cũng phải cảm ơn Bồ Tát đó. Hả? Hả? Tại sao? Tóm lại, phải thành tâm cảm ơn. Nếu không, tôi làm sao biết huynh là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, kiên trì đến cùng như vậy chứ. Bây giờ biết cũng đâu có muộn đâu. Cảm ơn Bồ Tát linh thiêng. Cuối cùng cũng cho con tìm được một người đàn ông chân có lực tin. Cảm ơn. Thục Nhàn, ta có chuyện muốn bàn với nàng. Là chuyện gì? Nàng có thể cho ta mượn 2,000 lượng bạc để xoay sở không? Mượn tiền? Mượn tiền làm gì chứ? Ta muốn trùng tu lại thư viện Tư Duy cho Tươm Tất. Thư viện Tư Duy. Sửa là thư viện. Mượn tiền của thiếp để làm gì? Chẳng phải chàng nói với lão gia là thư viện của chúng ta để gian danh tứ hải? Hơn nữa các học trò kéo đến sập cả cửa. Tiền thu được đủ cho chi tiêu của thư viện rồi. Hơn nữa còn có dư giả để làm phước cho bá tánh. Không lẽ tất cả đều là giả hay sao chứ? Phải. Chuyện đó làm sao mà giả được chứ? Thục Nhàn à, thư viện của chúng ta nàng có biết không? Hiện giờ đã... Được rồi. Tóm lại dù chàng có nói thế nào đi nữa, thế cục tuyệt đối không cho chàng mượn số tiền này đâu. Thục Nhàn à, nàng chưa biết rõ nguyên do tại sao lại quyết định vội vàng vậy chứ? Biết nguyên do hay không không quan trọng, quan trọng nhất là thiếp đã biết kết quả rồi. Thục Nhàn ơi, tại nàng không biết thôi. Bây giờ học trò thư viện của ta có rất nhiều học trò hoàn toàn không thể đóng học phí, làm cho bản thân của ta thực sự không sao xoay sở được. Thục Nhàn à, chỉ cần ta thu được học phí thì ta lập tức trả cho nàng ngay. Đợi chàng có tiền, thiếp nhất định cho chàng mượn ngay. Thục Nhàn ơi. Thục Nhàn. Trời ơi, nàng đừng làm khó ta nữa mà. Nè, Thục Nhàn à, nhất giả phu thê bách giả ân, nàng giúp ta đi. Thục Nhàn à, ta gian sinh nàng mà. Thục Nhàn. Vậy đi, nàng coi nàng tính bao nhiêu tiền lãi thì cứ ra giá đi ha. Ta nhất định sẽ trả lại cho nàng, nàng cứ yên tâm đi hả? Thục Nhàn, ta năn nỉ mà. Vậy thiếp hỏi chàng, lần trước thiếp cho chàng mượn tiền, chàng nói nhất định sẽ trả lại, nhưng mà cuối cùng thì thiếp đã khóc lóc gian sinh đồ tự tử trước mặt chàng, chàng có trả không? Thử hỏi lần này thiếp lấy gì tin chàng nữa chứ? Thục Nhàn à, chuyện đó đã qua lâu rồi, nàng đừng để bụng. Qua rồi à? Chỉ khi đầu thai luân hồi mới có thể gọi là qua rồi.
Trong mắt của cô chỉ biết có tiền thôi sao? Chút tình cảm phu thê cô không có à? Tôi không có. Ông có không? Cô giỏi lắm. Cô có. Cô. Trời ơi. Thiếu gia, thiếu phu nhân, xin thỉnh an. Thiếu phu nhân à, thiếu gia sao vậy? Thì mặc kệ hắn đi. Thiếu phu nhân à, chuyện lần trước sao hả? Gì? Cô đã nhờ bạn đi nói chuyện với họ rồi đó, kêu họ khôn hồn một chút, biết điều một chút. Họ có chịu bỏ qua hay không? Đám người đó hả? Nếu muốn giải quyết họ triệt để á, chỉ còn có cách bằng tiền thôi. Thiếu phu nhân à, đám người đó toàn là lưu manh vô loại không à? Bọn chúng chỉ muốn kiếm một chút tiền, không đến nỗi gây ra chuyện lớn lao gì đâu. Nhưng mà ngươi nghĩ coi, hễ con người ta xui xẻo, uống nước mát cũng nhét kẻ răng nữa. Gần đây ta đã đổ trường, đặt đâu thua đó, phải nói là xui xẻo đến đỉnh điểm luôn. Ta thua đông thua tây, ta lấy số tiền lần trước ngươi đưa cho ta, và lần này đều thua gần hết rồi. Số còn lại phải nhờ ngươi đi trả nợ giùm cho ta. Cho nên nếu họ còn đòi tiền ta đành phải cắt thịt mình thôi à. Ê Đông Hương à, ta cảm thấy bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp ta thôi. Cô đi nói chuyện phải trái với họ đi hả? Đông Hương à, ta biết tâm tư của cô mà. Chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền, chỉ cần chúng ta giành được chức tổng quản qua phủ, chuyện đó rất là quan trọng đối với cô và cũng quan trọng đối với ta. Chưa bao giờ ta cảm thấy lúng túng và túng quẫn đến như vậy. Người sống tuyệt đối không thể chết vì hoảng sợ được. Thu Yên tỷ, tỷ đi đâu vậy? Đại phu nhân tìm tôi có chuyện. Đại sảnh ở bên này mà. Con tự xem đi, xem lại tiền nông của con ghi như thế nào. Dạ. Cầm ngược quyển sổ mà cũng không biết nữa. Giống như người mất hồn vậy. Ra ngoài đi. Với sự hiểu biết của tôi và Thu Hương, cổ tâm cao khí ngạo, bấy lâu luôn là đối tượng được đàn ông nuông chiều và theo đuổi. Nào ngờ bị tên Tống Nhân Kiệt đó lừa gạt, nhân cách thì bị chà đạp, lòng tự trọng bị tổn thương. Có lúc quẫn trí đó. Thôi thì cầm dao hạ tên Tống Nhân Kiệt đó cho xong đi. Đương nhiên là tên Tống Nhân Kiệt đó đáng ghét, nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là sự an nguy của Thu Hương. Tôi sợ là cô sẽ tự kết liễu đời mình. Ê cha, không ngờ huynh cũng biết lấy đại cuộc để mà làm trọng sao. Không còn anh hùng rơm nữa hả? Trời ơi, đàn ông thì là lạ lùng, bị phụ nữ hành hạ 3 ngày cũng coi như là không có chuyện gì cả. Ê, điều này rất đáng để tôi học hành nha. Tôi cũng phải áp dụng chuyện này đối với Thạch Liễu, tiến hành củng cố thành quả, nâng cao chiến tích. Dân Vân lão đệ, từ nay xin cậu cố gắng để ý hành động của Thu Hương, làm ơn. Ê, Dân Vân lão đệ à, từ nay xin cậu tức tốc kiểm tra vết sẹo của Hiểu Liên, làm ơn. Quỳnh phá rối cái gì vậy? Dân Vân lão đệ, lỡ sau này xảy ra chuyện gì, nếu như kịp thời á thì cậu gọi tôi, nếu như không kịp thời thì cậu cứu giúp. Đường Bá Hổ này sẽ cảm kích ơn giúp đỡ của cậu suốt đời suốt kiếp, làm ơn. Phải đó, cậu có biết cách cứu giúp không? Có cần tôi dạy con hả? Ai khùng hơn ai chứ? Chuyện hô hấp nhân tạo thì cậu không biết. Không phải không biết, mà là không làm. Không làm? Vậy tôi hỏi cậu, nếu Thu Hương có chuyện gì đó, cậu có làm không? Nếu như Thu Hương á thì phải làm chứ. Cậu dám à? Nếu như cậu dám làm hô hấp nhân tạo với Thu Hương
kiếp sau thành ma, tôi cũng sẽ giết chết cậu. Thời tiết hôm nay đẹp lắm đó. Người khác ngáp, tỷ tỷ không bị lây nhiễm sao? Ca ca thì có nhưng tôi thì không. Ban ngày tỷ không ngủ hả? Không bao giờ mà tôi ngủ giữa ban ngày, trừ khi... Trừ khi gì? Một là tôi bị bệnh, thứ hai là tôi... tôi nghe có người đọc sách, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Hễ tôi nghe có người học bài, liền muốn ngủ vô cùng. Vậy sao? Đột nhiên á, muội nhớ lại một bài văn chương, muội đọc cho tỷ nghe nha. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thôi, cô đừng có đọc nữa. Tỷ phải nghe, bài này có ý nghĩa giáo dục lắm đó. Nhất định là phải nghe, nhất định phải nghe. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Tư thị lậu thất, duy ngộ đức thanh. Đài hận thượng giới lục, thảo sắc nhập liên thanh. Đàm tiếu hữu hồng nho, giảng lai vô bạch đinh. Vô bạch đinh, vô bạch đinh. Mau câu đi. Vô ti trúc chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình. Nam dương gia khác tư, tây thuộc tử dân đình. Khổng tử viết hà lạc chi hiểu. Ngừng tay! Giỏi lắm! Tên đồng bóng này, từ đầu ta đã biết ngươi không có thiện ý với Hiểu Liên cô nương rồi. Ngươi qua đây cho ta! Tránh ra đi! Tên đồng bóng này! Ai là đồng bóng chứ? Ai là đồng bóng? Ta đánh ngươi nè! Ngươi vô lễ với Hiểu Liên cô nương! Ta đánh ngươi nè! Ta là nữ nhi, ngươi là đàn ông, lại đánh đâu bà? Ta là nam, nhưng ngươi thì không phải là nữ! Nè nè! Nếu cậu nói cổ không phải là nữ thì mau cởi hết y phục của cổ ra kiểm tra thử xem. Phải đó! Cởi đi! Cởi đi! Cởi đi! Ngươi cởi đi, không dám thì đừng nhiều chuyện. Tôi nói cậu biết nha, Hiểu Ly là em của tôi, từ nay cậu đừng tiếp cận nó nha. Các người đó, người thì bất nam bất nữ, một người thì tự xưng là anh của Hiểu Liên. Để coi hai người bài trò đến cỡ nào. Hê, muốn cỡ nào á thì có cỡ đó liền à. Tôi nói cho cậu biết nha, nếu cậu có gan thì cứ thử xem, để coi cậu có thể sống thọ hay không. Coi đi, ha, coi đi. Hai người đó, hai tên bị bợm này cứ đợi đi. Tôi nhất định dẹp mặt hai người. Tưởng đâu là ai, thì ra là huynh hả? Sao không đến phòng ăn đi? Có cần đến đó không vậy hả? Nè, tôi biết cô đã chuẩn bị cho tôi rồi. Huynh á, rành ma quá đi à. Từ đầu tôi biết huynh đến đây mà. Nè, cũng như nhau hả? Phải có cái gì khác sao? Phải, đúng là không nên có chuyện khác. Con người của huynh á nhỏ mọn quá. Con cười gì? Cười chứ. Huynh coi. Thì ra còn rất độc đáo ha. Nè, ở Hoa Phủ đông người vừa chuyện không thể để cho người khác biết. Tôi đặc biệt chiếu cố đến huynh, nếu không đồn đẩy lung tung thì không sao mà đề phòng được đó. Thành lưu tỷ chú đáo quá à. Tại tôi ngốc quá, tôi không biết lòng tốt của cô dành cho tôi. Được rồi, cầm lấy, ăn đi. Tôi muốn ăn chung với cô. Sau này vẫn còn có cơ hội mà. Mau cầm ra ngoài ăn đi mà. Anh đâu nhìn đường chứ? Dạ, cô. Cô muốn ăn gì? Để tôi làm cho cô ăn ha. Tôi muốn ăn cái lò, cô cho không? Hả? Cô buồn một mình là được rồi, còn bắt tôi ra trêu chọc nữa.
Bộ tôi sướng lắm sao? Luôn cả phu nhân cũng bên vực cho cô mà. Nếu cô nói không sướng thì khoan nói là không có lợi cho bản thân. Ngay cả người yêu cô, quan tâm cô cũng dần dần lạc lẽo với cô đó. Tôi thật sự cấm mức ở trong lòng giấu kín mãi không sao nói ra được. Đàn ông đều lạc heo, giả dối, gian ác, phóng đảng, không có trách nhiệm, lấy chuyện ức hiếp phụ nữ làm thú vui. Cũng không hẳn một âm một dương, gọi là thiên địa giao hợp, vạn vật nảy sinh. Một nửa của đàn ông là phụ nữ, chỗ dựa của phụ nữ chính là đàn ông. Tôi nói không đúng sao? Thiếu phu nhân, nè nè, mơ ăn món này đi nè. Cảm ơn. Nè, chúng ta càng chung vì một lần nữa thành công. Kéo gần tủng thú vị lắm. Ta thấy sao lần nào cô cũng có thể thành công, thì ra là có một cơ quan nhỏ. Nè, Thu Hương đó chỉ biết khóa cửa thôi à. Phải, thật ra số tủ đó đều đặt làm ở chỗ bạn của em mà. Chú phu nhân à, nói cho bà biết nha, tất cả tủ áo của nha hoàn trong hoa phủ chúng ta đều được làm ở chỗ của bạn em hết á. Nhưng mà tại sao cô lại làm cơ quan trong tủ đồ của họ chứ? Vậy thì em mới có thể lén lút theo dõi bọn họ, coi bọn họ có bí mật gì chứ. Hãy phát hiện được gì em sẽ có thể bẩm báo cho Lý phu nhân. Nè, cô đó, ăn thêm đi, những món này làm riêng cho cô đó. Nè, thiếu phu nhân à, mời cũng ăn đi á. Hôm nay chúng ta phải uống say mới thôi. Uống. Thu Hương, Quỳnh có chuyện muốn nói với Mùi. Con người luôn luôn phải sống, đã sống thì phải phấn đấu, bằng không sẽ đánh mất rất nhiều và sẽ bị người ta chê cười, và còn làm người ta đau xót. Quỳnh muốn nói cho Mùi biết, con người không phải là thánh hiền, ai mà không có lỗi chứ. Không phải toàn diện. Tôi có lỗi, hơn nữa cũng đã bị trừng trị rồi. Tôi không cần an ủi. Mọi người có thể mặc sức chê cười tôi. Lẽ nào Quỳnh lại chê cười Mùi chứ? Mùi đã hiểu lầm ý của Quỳnh rồi. Quỳnh không phải là muốn an ủi Mùi. Quỳnh chỉ muốn nói với Mùi là Tống Nhân Kiệt không đáng để cho Mùi yêu. Hắn không đáng để Mùi đau khổ và suy sụp vì hắn. Đa tình bất nghĩa ắt tự diệt, trước sau hắn cũng phải trả giá. Đó là chuyện của tôi, là cuộc chơi của tôi, không liên quan đến ai hết. Từ nay mong Quỳnh đừng nhắc đến người đó nữa. Xin lỗi, Quỳnh không muốn làm khổ Mùi. Nhưng mà không ngờ chuyện này lại xảy ra với một người tốt như Mùi. Người tốt? Nếu trên đời không có người tốt như tôi, vậy thì tôi sẽ có thể làm một tấm gương xấu. Nè, muốn gấp rút hẹn gặp chúng tôi là vì chuyện này sao? Không lẽ đây không phải là một chuyện lớn và rất quan trọng hay sao chứ? Được rồi. Thực tế thì Thu Hương không chịu nghe lời của huynh nói. Chẳng những chịu nghe mà còn ăn nói ngang ngược nữa kìa. Ê, điều đó chứng tỏ là Tống Nhân Kiệt đã chiếm mất trái tim của cổ.
Tôi khuyên huynh khiêm nhường rút lui, đừng nên đánh không được hồ ly chuốc thêm quả đó. Huynh không thể dùng câu so sánh thích hợp hơn sao? Câu đó chỉ so sánh thôi mà. Cho dù là trái tim của Thu Hương bị Tống Nhân Kiệt nuốt chửng vào bụng, tôi cũng phải mổ bụng của Tống Nhân Kiệt, môi trái tim của Thu Hương trong bụng của hắn ra. Ê, theo tôi thấy á, chúng ta nên mau chóng tìm cách xử lý vấn đề tâm lý của Thu Hương trước đã, đó mới là quan trọng nhất. Thạch Lựu à, Thạch Lựu đừng có kéo tôi nữa, tôi không muốn đi dạo đâu. Khó khăn lắm người ta mới được ra ngoài đi dạo, không ngờ ngay cả đi với tôi cũng không được sao. Nhưng mà cô không muốn đi dạo cũng được. Đằng trước có một tiệm coi tướng đó, tôi đã đến đó rồi, linh nghiệm lắm. Chúng ta đến đó đi. Đến đó để làm cái gì chứ? Để tiên sinh coi cho cô đó. Tôi không muốn coi. Thôi, cô như giải sầu đi mà, chút phiền não cũng được vậy. Ha? Đi đi, đi. Mà, đi thôi đi. Thôi. Nè, cậu dỗ cái gì chứ hả? Cái gì hả? Họ đến rồi sao? Đến chưa vậy? Phụ nữ đi dạo chậm chạp lắm. Ê, theo tôi thấy thực tế họ không có ra ngoài. Ê, không thể nào, đích thân tôi đã nói với Thạch Lựu rồi mà, cổ dám không đến không? Ê, nhìn mặt huynh kìa. Cậu la gì? La gì? Có gì đáng la? Đi nhanh lên, tôi không muốn đi đâu. Đi nhanh lên. Đừng có giận nữa, tới rồi kìa. Mau vô đi, nhanh lên. Đi vô. À, đừng để lộ tẩy nha. Nhanh lên. Vô. Thôi đi Thạch Lựu à, tôi không muốn đi, mình về thôi. Coi kìa, đến nơi rồi mà. Vào đi, vào đi. Hai vị cô nương mời vào. Vô đi. Mời vào. Tôi đã gặp ma rồi sao? Đây là đâu vậy? Tiệm của tướng đều là như vậy hết á. Sao trong này tối tăm gì nè? Hả? Ê, đó là không khí đó. Tối đó mới có thể làm cho cô tập trung. Tập trung á mới có thể nói thật lòng chứ. Hả? Vào trong đi. Vào trong đi mà. Được đó. Nè. Sao? Đúng rồi. Sao tôi không thể nhìn thấy rõ mặt ông ta vậy? Thầy tướng số đều là như vậy hết á. Nếu như nhìn thấy rõ thì không phải là thầy nữa đâu. Nè, mau hành lễ với thầy đi. Đi. Dạ. Cô nương, cô muốn hỏi chuyện gì? Nè, hỏi cô đó, mau trả lời đi.
Đời người không vui, không khác gì đã chết rồi. Tôi không có gì để hỏi cả. Cuộc sống không hề khó khăn, chẳng qua là cần một số suy nghĩ chín chắn. Cho thời gian và không gian, thời gian sẽ lấp đầy không gian, thời gian có thể chữa trị tất cả. Cuộc đời của tôi đã kết thúc rồi, cuộc sống của tôi đã tan nát. Đối với tôi mà nói, thời gian không còn bất cứ ý nghĩa gì. Cô nương, có lẽ cô gặp trắc trở vì tình duyên. Thực ra thất bại là tất yếu, là một quá trình giảm bớt lựa chọn. Quyết định sai lầm dù sao cũng tốt hơn là không có quyết định. Tôi không lựa chọn nữa, và cũng không có bất cứ quyết định gì. Không, cô nương, quyết định tiếp theo sẽ tốt hơn đó. Không thể thuộc về tôi nữa. Lúc cô nương mới bước vào, tôi đã biết cô nương là nhân trung chi phụng. Tôi đoán cô có rất nhiều người theo đuổi. Được quý mến chứ không phải là yêu. Đó là khởi đầu của yêu. Nhưng ai có thể cho tôi cam tâm hy sinh tất cả hay sao chứ? Ở tôi đây nè. Hai người vào đây làm gì? Ra ngoài. Tôi nghĩ đây không thoải mái, chúng ta mau về đi. Ê, không thoải mái tức là sắp linh nghiệm rồi đó. Cô đó đã đến rồi, cứ yên tâm đi mà. Cô nương, ý của tôi là trên con đường cuộc đời đã có một nửa còn lại của cô. Người đó sẽ là chỗ dựa suốt đời của cô đó. Tôi chẳng thà che giấu tình yêu của mình, mãi mãi cô độc. Ý trời ơi, những câu nói trái thiên đạo, cô không nên nói lung tung. Nói lung tung gì chứ? Đó, trời nổi giận rồi, tiên sinh nổi giận rồi. Đó là trời đã nổi giận rồi. Trời, tội lỗi. Không, cô nương, cô không nên khắt khe với bản thân như vậy. Không lẽ tình yêu có thể giống như mảnh vải dùng thước đo, không tìm được dài rộng thích hợp thì có thể trả lại tìm thứ khác sao? Không lẽ tình yêu có thể giống như món hàng, vì muốn giữ chất lượng cho nên hạ giá bán tháo? Không, tôi tuyệt đối không bán rẻ tình yêu của mình đâu. Không, tôi không có ý đó. Ý tôi nói là cô nương có thể không cần đi theo chủ nghĩa độc thân. Độc thân đáng sợ lắm. Đêm dài chậm rãi, cô sẽ cảm thấy cô đơn vô cùng, lạnh lẽo vô cùng. Hễ lúc gặp mưa gió trở trời, ngã bệnh trên giường, cô lại cảm thấy yếu đuối và hụt hẫng vô cùng. Phụ nữ không thể cưỡng lại sự hối thúc và áp bức của thời gian hồng nhan dị lão. Cái hay lớn nhất của sự độc thân chính là tự do, không dính bận tình, không mệt vì tình. Phiền não lớn nhất của độc thân cũng là tự do. Đằng sau cuộc sống lãng mạn thoải mái, không có gì gò bó đó, sẽ tiềm ẩn một người nhạy cảm và yếu đuối như cô. Tôi không có cố tình muốn độc thân, mà là tâm đã chết rồi. Số của tôi là như vậy, tôi chẳng thà tiếp tục một mình thôi. Hên nè. Đúng là kẻ mù thắp đèn tốn này cày. Không, đây gọi là dùng vỏ gánh nước uổng phí công. Mệt muốn chết đi được à. Nực chết được á. Vị thiếu gia. Thu Hương, tại sao cô? Vị thiếu gia, sao tay của cậu bị thương vậy? Tôi vừa mở cửa sơ ý bị kẹp trúng. Tôi ngốc vô cùng. Cô đúng là mở cửa không? Phải. Nè, vị thiếu gia, tôi nhớ cậu từng nói tôi là bạn thân của cậu, hơn nửa tình như thủ tốt. Có đúng như vậy không? Đương nhiên là tôi nhớ. Vậy thì câu hỏi của tôi
Có phải là cậu sẽ thành thật trả lời? Đương nhiên. Có phải cậu đã làm chuyện xấu gì không? Tôi không có. Tôi biết sai chịu sửa mới là đáng khen. Nếu ngay cả dũng cảm giận nổi cũng không có, vậy thì thất vọng vô cùng. Trả lời tôi đi. Tôi có những người sẽ vì điều này mà hận tôi. Vậy tại sao còn... Thu Hương, nếu cô còn coi tôi là bạn của cô thì đừng có hỏi nữa, đừng có nghĩ đến nữa, có được không? Tôi không muốn nghĩ tới, tôi cũng không muốn nói. À, nè, thật ra là chuyện gì chứ? Thì ra đúng là đêm nào cậu ta cũng ra ngoài.